Xin chào tất cả quý các bạn, mình là Quân. Và trong video ngày hôm nay, mình có một số thông tin chia sẻ với quý vị các bạn. Có một số bạn hỏi mình rằng là tại sao khi tai nghe vào Bluetooth mà khi các bạn nghe ở nơi đông người hoặc là bất kỳ một lúc nào đó nó lại có tiếng ù xèo khó chịu. Thì mình xin trả lời một số nội dung như sau. Về cái nguyên nhân mà tai nghe nó lại có tiếng ù xèo. Thì thứ nhất là các bạn có đang sử dụng tai nghe Bluetooth ở nơi công cộng, ví dụ như là trên xe buýt, vì như các bạn đã biết rằng là tai nghe Bluetooth bây giờ thì cũng có nhiều loại phân khúc khác nhau, đắt tiền và loại trung bình và hàng rẻ tiền cũng có. Cho nên là cái việc mà khi các bạn sử dụng tai nghe Bluetooth ở một cái khu vực mà có đông người tập trung và họ cũng đều sử dụng những cái tai nghe Bluetooth để nghe nhạc hoặc là làm việc riêng, thì vô tình rằng là tai nghe Bluetooth chúng ta có khả năng là bị nhiễu sóng thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng ù xèo. Và một nguyên nhân thứ hai nữa là các bạn chú ý đến cái phần tai nghe Bluetooth của chúng ta nó có bị yếu pin hay không. Việc này các bạn có thể cảm nhận ngay trong những cái lần nghe, ví dụ như cái thời gian nghe của nó đầu tiên là được 4-5 tiếng, sau rồi thì cứ rút dần 1 tiếng hoặc là còn 3 phút hoặc là rút dần. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cái tai nghe Bluetooth nó lại bị yếu pin. Và khi yếu pin thì như các bạn đã biết là khi yếu pin thì nó sẽ làm những cái hoạt động chức năng ở trong những cái con linh kiện ở trong cái tai nghe này nó sẽ bị kém đi và nó cũng gây ù xèo. Và thứ ba rằng các bạn hãy kiểm tra cho mình rằng là tai nghe của chúng ta có bị bụi bẩn không. Vì thực tế là khi chúng ta để bên ngoài hoặc là đeo vào tai nghe thì sẽ có những cái bụi bẩn nó bám vào tai nghe Bluetooth và nó gây ảnh hưởng đến cái sự phát âm thanh từ cái màng rung của tai nghe đến tai nghe của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể làm cách nào để khôi phục lại ban đầu? Đó là các bạn có thể, thứ nhất là các bạn có thể là reset lại cái tai nghe bằng cách là chúng ta tháo ra và chúng ta đặt vào hộp tai nghe. Cách thứ hai, nếu về bụi bẩn thì chúng ta có thể vệ sinh với bụi, bỏ những bụi bẩn ở trong tai nghe để làm sao chúng ta nghe được cái âm thanh tốt nhất. Việc thứ ba là chúng ta có thể quên cái danh sách tai nghe Bluetooth ở trên điện thoại, tức là các bạn làm mới lại, tức là bạn quên cái thiết bị này đi và chúng ta kết nối lại thì cái việc ù xèo của tai nghe nó sẽ hết. Tuy nhiên cái cách của mình thì cũng không hẳn là các bạn sẽ áp dụng thành công được 100%, nhưng đến 85 đến 90% mình có quyết rằng một số cái trường hợp mà tai nghe bị hay ù xì thì nó chỉ là như vậy mà thôi. Và trên đây là cái video mình chia sẻ với các bạn một cái số lỗi mà tai nghe Bluetooth khiến bị ù xèo khi các bạn nghe nhạc gây rất là khó chịu. Thì đây là hết. Xin mời chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video.